tươi, có mùi sữa rất là thơm luôn. Nói chung là đánh giá nhất là vị thơm, vị tươi của sữa là ngon. Thứ hai là béo rất là tuyệt vời. Nên là cái này không được nữa, các bạn hãy pha chế nấu ăn rất là tuyệt vời nha, rất là good nha. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì tiếp tục các loại nước uống, thì ngoài trà thì còn có loại sữa tươi các bạn nha. Thì một trong những loại sữa tươi mà rất là được bán chạy trên thị trường, nhưng mà mặc dù vẻ nó không phải là của Việt Nam mình, mà nó là nhập từ nước ngoài nha. Đây, một loại thương hiệu sữa đến từ thương hiệu Melocovita các bạn. Đó, một sữa này bán khá là chạy trên thị trường như nhé, trên Shopee các bạn. Đó, sữa này là của nhập khẩu bằng nha, từ Phần Lan nha. Ok nha, sữa Melocovita Phần Lan. Rồi, mình với mọi người cùng đi muốn sữa này nha. Cả nhà, đây là cảnh cái hộp sữa. Sữa Melocovita đến từ Phần Lan nha, 3,5% chất béo. Này là sữa nguyên kem bạn, là không đường bạn nha. Không đường thì tốt hơn bạn nha, ít bệnh hơn. Rồi với lại các bạn có thể pha chế nấu ăn cũng được nha. Đó nè, mục đích nha. Các bộ hydrat là protein, muối, nhiều chất béo nè, năng lượng nữa không. Đó, đây là cái tiết nhiệt nữa các bạn. Thấy không? Tại vì bỏ lạnh nên hơi bị ướt nha. Thành phần 100% sữa bò, vitamin trứng nè. Sử dụng trực tiếp hoặc là nguyên liệu trong ăn khác nè. Sử dụng bảo quản nơi khô thoáng mát. Rồi nè, tôi nhập được công ty phần sản xuất Phần Lan bạn nha. Công ty gì đó, Melocovita, nhập khẩu bởi công ty Bảo Chân Hóc Môn. Phải thử 1 lít này bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ khôi mình uống thử nha. Tiếng Anh. Rồi, ok, mình sẽ khui thử nha. Mình chắc thời hạn đây nè các bạn, 1 năm rồi nha. Tới cuối năm 2021-2022 nha, 1 năm. Rồi, mình sẽ khui cho các bạn xem nha. Khui nào. Tên. Rồi. Đó. Thử coi. Thơm các bạn. Một số tươi rất là thơm luôn nha. Mình sẽ đổ thử miếng coi. Nhập lại liền nha bạn nha, nó giữ vị thơm tươi ngon của cái sữa này cho bạn xem. Thơm nha, thơm lắm luôn á, thơm mùi sữa mà sữa bò tươi á. Mình nói thử cho bạn xem miếng nha. Đây. Cái vị béo của sữa, thơm thơm của cái gọi là cái mùi bò tươi các bạn. Đó, nó mịn rồi có thêm tí xíu sữa nguyên kem á. Nó là sữa mà nó có thêm cho thêm vị chất béo các bạn, nó tạo nên cái vị béo của này á, nó là ngon. Hay gì á, nếu sữa thường á nó bỏ tách béo thì nó uống được chỉ thì sữa thơm thôi, mà này có hậu béo á, rất là ngon nha, tuyệt vời đúng không? Mình là bạn nào mà uống sữa chất béo được mới được nha, còn nếu không được là sẽ hơi bị ngấy. Này mà để pha chế nấu bánh lăng, rồi làm mấy cái bánh hay là làm sữa chua này nọ ngon nha. Tươi có mùi sữa rất là thơm luôn. Nói chung là đánh giá nhất là vị thơm, vị tươi của sữa là ngon. Thứ hai là béo rất là tuyệt vời. Nên là cái này không được nữa, các bạn hãy pha chế nấu ăn rất là tuyệt vời nha, rất là good nha. Ok, nhà đây là trực diện cái sữa Melocovita nha mọi nha. Sữa này thì độ béo khá là cao, nhưng mà uống cũng không có béo nhiều nha. 5% thì không có nhiều lắm bạn. Thơm. Nó kiểu bò tươi mà thơm lắm. Mà béo, sữa. Vị tươi của cái sữa bò tuyệt vời, chỉ có sữa tươi mới đúng nghĩa cái. Còn nếu mà sữa bột thì nó không còn được cái bò tươi, tại nó đang sấy khô rồi. Có thơm, đổi bổ dinh dưỡng không nó nằm bằng cái sữa bò tươi được. Tươi vẫn đỉnh. Ngon. Thôi không nha. Giá cũng rẻ nữa. Ok nha, Melocovita sữa bò tươi nguyên chất 100%.